Vòng gỗ Ngọc Am thì đã có rất nhiều người thích, bởi vì là trong một thời gian bán đã bán đến hàng nghìn chiếc. Thế còn mà vòng gỗ Ngọc Am mà lại được mix thêm những cái mặt về các cái vị Đức Phật như này thì có lẽ là cũng nhiều người cũng sẽ đón nhận, đúng không ạ? Và chúng tôi đang giới thiệu với các bạn một cái phôi gỗ của Ngọc Am, và sau đó là được mix thêm những cái hình ảnh của vị Phật Bà Quan Âm như này. Đó, khi đeo ở trên tay thì sẽ tăng thêm cái Phật tính, tăng thêm cái tín tâm và tăng thêm cả cái tâm Phật cho mình. Đó, và nếu như mà đôi lúc mà chúng ta không muốn đeo ở trên tay thì cũng có thể là gỡ ra để lần sàng chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là để chiêm ngưỡng, tăng thêm cái sự bình an, và đôi lúc là cũng sẽ được gặp thêm nhiều những cái may mắn, những cái phúc duyên. Đó, và chúng tôi đã tuyển chọn những cái phôi gỗ Ngọc Am rất là tốt để gửi tới các bạn. Và thứ hai là mặt Phật này thì được chúng tôi làm bằng gỗ bách xanh. Sở dĩ làm bằng gỗ bách xanh bởi vì cái gỗ bách xanh thì nó cứng, nó không có bị sơ và nó không có bị mềm, nên là làm cái kích thước nhỏ như này thì nó sẽ gọn gàng và nó sẽ sạch đẹp các cái chi tiết. Đó, thì là vòng gỗ là bằng Ngọc Am và mặt Phật thì bằng gỗ bách xanh.